Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài truyền hình CBN. Và chương trình phỏng vấn giáo sư Lê Văn Khoa sẽ được tiếp tục. Vâng, thưa ông Lê Văn Khoa, ngoài cái việc mà ông thực hiện những chương trình giáo dục rất là dài, trong một thời gian rất là dài, thế giới của trẻ em, thì chúng tôi được biết là ông còn có những hoạt động xã hội và ông tìm cách tiếp cận những cái thiếu nhi bất hạnh và những thiếu nhi lỡ lầm ngay cả trong những cái trại cải huấn. Thì thưa ông có thể cho biết là ông đang dùng cái phương pháp nào để mà giúp các em thay đổi và hoàn thiện nhân cách của mình, thay đổi cuộc đời của các em? Và nếu mà có được những trường hợp tiêu biểu làm cho ông nhớ tới ngày hôm nay thì xin ông cho biết, xin ông kể ra cho quý vị khán giả của chúng ta. Vâng, thưa thế này, cũng nhờ cái chương trình truyền hình, không phải những em ở trong nhà xem, không phải các giới chức của chính quyền xem mà thôi, Vâng. cả các em bé bụi đời cũng xem nữa. Vâng, Mà đúng vì vậy. Các em xem, cho nên các em cũng cảm thấy mình cũng gần gũi với nhau. Vâng. Vì cái đó cho nên tôi nói chuyện với các em rất dễ. Và các quý vị không thể ngờ, quý vị nào mà nhớ tôi đi xe Lambretta trắng ngày xưa đó, Vâng. tôi có công việc tôi đi, tôi bỏ bên lề đường ở ngoài Sài Gòn. 2-3 bữa trở về, xe vẫn còn nguyên. Hay quá. Không bị hư hại, không bị mở nắp, không bị đánh xăng, không bị gì hết. Có nghĩa là các em cũng biết xe của ai rồi. Và Thành các ra, em rất là thương. Đó, các em quý mình, các em một hình thức nào đó bảo vệ. Hay Nên quá. Là không cho những đứa trẻ khác nó phá. Thì cái đó là cái điều làm tôi rất quý. Vâng. Nhưng mà trong cái hoạt động đó, như tôi nói đó, các em tự cảm thấy mình hòa mình được với các em, cho nên các em cũng hòa mình với mình. Dạ vâng, đúng rồi. Và nhờ cái sự hòa mình đó, tôi mới tìm ra được những cái bi thảm của xã hội mình. Vâng. Tôi được các em giới thiệu để gặp một em bé gái 8 tuổi. Vâng. Bỏ nhà ở Nha Trang, lên xe lửa để đi vào Sài Gòn. 8 tuổi, không có người quen, không có gì hết. Rồi các em bụi đời ở Sài Gòn cứu mang em đó. Hay quá. Giúp đỡ để mà cho em đó có ăn, uống. 8 tuổi đi móc túi, chuyên nghiệp. Vâng. Thành ra mình thấy cái xã hội mình đáng buồn. Dạ. Yeah. Một cái chuyện khác, một em bé 12 tuổi ở trong trại giáo hóa Thủ Đức. Vâng. Nói nôm na nó ra là trại giam thiếu nhi phạm pháp. Dạ. Tôi xin phép để được ngủ đêm ở đó với các em. Thì các viên chức sợ lắm. Hay quá. Bởi vì có thể là họ sợ tôi bị các em hại. Nhưng mà tôi ngủ đêm ở đó, rồi tôi tổ chức lửa trại, hát hò với các em, nói chuyện với các em. Trong khi nói chuyện với các em thì các em mới kêu một em bé khác lại để giới thiệu với tôi. Và các em nói, em này đây, nói, thưa anh, em này đây đã bị cán bộ A chuốc rượu và đưa cho con dao phay. Biểu cán bộ B khi mà lái xe tới đậu xe đó thì em này ra chém. Cán bộ B đâu có biết gì đâu. Ông đậu xe, đậu xe thấy nhỏ này dắt dao ra chém. Ông quản, ông quăng xe đó, ông bỏ ông đi. Rồi tôi hỏi, tại sao em làm như vậy? Thì em đó nói đàng hoàng tử tế, nó nói lúc đó em không biết gì hết, vì em bị say rượu. Các em đã bị làm dụng. Bị say rượu, bị họ chuốc rượu trước cho em dạ, bé đó, để vâng. em làm cái việc mà em không ý thức nữa. Thành ra, trong cái chỗ đáng lẽ giúp các em, trở thành ra cái chỗ để mà đưa những cái không tốt. Vâng. Tôi kể cái kinh nghiệm thứ ba. Kinh nghiệm thứ ba là một hôm dân mùa trung thu, thì bộ tổng tham mưu cho tôi mượn chiếc xe bus mà chở các sĩ quan đó. Vâng. Rồi tôi với tài xế, tôi xin mượn một chiếc xe bus để tôi đưa các em đi hưởng trung thu ở bên ngoài, có vâng. đi Vũng Tàu. Thì cái cuộc trung thu này lạ là ở chỗ tôi mời một số em con nhà tử tế và một số em bụi đời cho đi chung nhau. Mục đích của tôi là cho các em hiểu biết với nhau.
để qua mình nhau. Nhưng tôi có căn dặn rất cẩn thận nha. Mà không biết những gì xảy ra. Rồi cho các em đi. Đi chơi rồi chiều về khi tới nghĩa trang quân đội, tôi yêu cầu tài xế cho lái xe vô đó. Lái xe vô đó, khi mà lái xe đường cong vòng lên chỗ cái cột cờ đó thì nghe tiếng kèn báo tử. Rồi các em nhìn thấy mấy cái nhà chờ đợi đó thì người ta khóc la rồi này kia cái nọ. Các em rúng động hết rồi. Đó, khi lên đó rồi tôi cho các em đứng vòng quanh cái cột cờ, gió phất phần phật, nghe tiếng kèn báo tử. Tôi mới hỏi các em có thấy cái gì đó không? Xung quanh hồi nãy giờ các em thấy gì không? Các em gật đầu. Tôi nói bao nhiêu người hy sinh để cho mình được an lành ở đây. Nỡ nào các em đi phá làng phá xóm. Cái chuyện mình không thể ngờ được là các em khóc. Rồi từ đó trên đường về các em yên lặng, không có ồn ào như trước nữa. Một hôm tôi lái xe ở Sài Gòn đi về Phú Nhuận về nhà. Tôi đang đi đường tới cho chợ Phú Nhuận thì thấy có người kêu thầy Khoa, thầy Khoa. Tôi nhìn lại tôi thấy ông lính thủy quân lục chiến vạm vỡ lái cái xe gắn máy đi. Mình nhìn đó, rồi thôi mình không để ý gì. Cái rồi người đó chạy tới, nói thầy Khoa, thầy ngừng lại cho em hỏi thăm chút. Rồi mình ngừng lại bên lề đường, ông đó cũng ngừng bên lề đường. Nó hỏi, thầy nhớ em không? Hay quá, cảm động quá. Nó không nhớ. Em đó mới nói em là một trong những đứa trẻ bụi đời đã đi du ngoạn hôm đó. Và nghe lời nói của tôi, về em suy nghĩ, em bỏ. Vài năm sau em lớn hơn, em bỏ, em không có bụi đời nữa và em tình nguyện gia nhập thủy quân lục chiến, tiểu đoàn trú đây. Thì em nói, đó là một cái tiểu đoàn rất là thiện chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nó thay vì em phá làng phá xóm, bây giờ em nghe lời anh bảo vệ quê hương. Hay quá. Vâng, qua cái câu chuyện của ông Lê Văn Khoa thì chúng ta thấy một điều là cái tình thương nó thay đổi được tất cả. Chúng ta sống với những cái giáo dục, với những cái điều đạo đức thì tất nhiên nó cũng có tác động. Vâng. Nhưng mà với các em lỡ lầm mà anh đem cái tình thương đến, nó giống như một cái ngọn lửa sưởi ấm cái nơi mà các em bị giam giữ. Điều thành đó làm cho các em thay đổi. Thành ra tôi nghĩ, rồi tôi nói chuyện với các em ở trong Chánh Hưng. Thì các em rất là cởi mở, nói chuyện hết sức là thật tình với chúng tôi. Vâng. Thì tôi nghĩ làm sao mình có thể có một cái cách để mà hướng dẫn các em đó đi vào đường phải được, chứ không phải được. Đúng vậy. Đó. Rồi tôi gặp một cái này nữa, coi là làng thiếu nhi Long Thành. Không phải một cái trại nữa mà làm cả cái làng. Tôi cũng đến đó giúp các em. Nhưng mà sau một thời gian rồi tôi không đến nữa. Vâng. Bởi vì tôi thấy cái lối tổ chức về sau họ thay đổi. Tôi thấy nó như là một cái trại lính, một trại huấn luyện chứ không phải cái làng cô nhi nữa. Và sau đó tôi nghe nói lính mình đi hành quân đi ngang qua đó thì bị xúi giục các em lấy dao ra rượt để đuổi lính của mình. Té ra kế bên cái trại lính Mỹ Long Thành là cái làng cô nhi này để... Nó không phải là của mình nữa. Thành ra ông tổng xã trưởng xã hội có mời tôi lên để hỏi ý kiến về cái làng cô nhi thì tôi cũng có nói sự thật vậy. Theo cái sự quan sát tôi nghi ngờ. Thành phải để ý. Vâng. Vâng. Tôi chưa là công chức nhưng mà ông tổng trưởng giáo dục cũng có hỏi ý kiến tôi. Ông tổng trưởng xã hội cũng có hỏi. Và ông Quách Vũ Khanh văn hóa cũng có hỏi ý kiến tôi. Và cả ông tổng trưởng ngoại giao
cũng đều có hỏi ý kiến tôi và tôi đều giúp hết mấy cơ quan đó. Ngoài ra thì nếu mà nói qua một chút xíu về cái đất nước chúng ta đang sống thì ông cảm thấy là cái nền giáo dục Hoa Kỳ dành cho thiếu nhi ở đây đã có đầy đủ chưa? Bởi vì chúng ta cũng thấy là cái hiện tượng bạo lực hiện giờ bắt đầu nó lan vào học đường. Cũng có những em tự nhiên một cái ngày đó cầm súng bắn loạn xạ. Thì giáo sư nghĩ là có tại sao? Chúng ta đang ở đây mà. Thưa, cái đó đâu cũng có. Vâng. Khi tôi dạy học cho trường đại học ở bên Maryland thì người ta nói rằng các giáo sư ở trung học bị học trò hành hung nhiều hơn. Vâng. Là giáo sư đại học. Vâng. Thì ở xã hội nào cũng có những cái điểm không tốt đó, và những cái chuyện tệ trạng đó thì nó ngoài lĩnh vực của mình, thành ra tôi không dám có ý kiến. Thưa quý vị, chúng tôi xin phép tạm ngưng chương trình trong giây lát để mời quý vị tiếp tục theo dõi một số thông tin thương mại của đài. Chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị.